Rồi, chào các bạn nha. Nay đang quay các bạn xem anh Thợ cưa tiếp cây xà cừ ha. Nãy trời mưa gãy đầu anh xuống rồi, xuống giờ hết mưa rồi bắt đầu anh lên leo lên cưa tiếp ha. Dây cọ và một nồi dưới đây nè các bạn. Anh leo lên cái ngọn cây giữa để anh sửa mấy con dây để hồi lần treo mấy cái nhánh này nha các bạn. Anh chị nào có yêu thích kênh cưa cây của em hãy cho em xin một like và một lượt chia sẻ anh chị để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Trời chuyển mưa, mưa vừa xong đó các bạn, còn những mấy cục mây đen tối thui. Rồi có thể là anh truyền qua nhánh bên đó luôn nha. Bò đi ra ngoài đó luôn rồi, có thể là anh quất cái nhánh đó một cái một và cho nó bay về mé bên đây luôn nha. Một cọng dây thì cột cái góc ở trong này, còn một cọng thì cột ngoài kia. Anh đi mà anh mang cái đôi giày đi ra ngoài đó gấp. Rồi bắt đầu là anh cột dây xong anh bò vô các bạn. Rồi bắt đầu là cái anh ở dưới đây anh cột cái máy vô nha. Rồi anh xuống cái nhánh nhỏ đó trước nha, cho nó trống. Dùng hết cốt rồi. Chòm, kéo mạnh lên. Nổi không trời. Anh xả cái đó ra là cái đầu nó bạc ra, nó lọt xuống rồi. Xả cái đó ra đại đi, xả dây ra đại đi, cái đầu nó bạc xuống. Bạc ra ngoài thì nó lọt xuống, nó đâm đầu xuống trước. Rồi xuống luôn rồi. Trời chuyển mưa bên đó, mưa đang kịnh tới nữa rồi các bạn ơi. Dây một đống, dây tùm lum tá lả hết trơn. Một đống dây nó gói tùm lum tá lả hết trơn. Rồi giờ có thể anh tuột xuống để cưa cái nhánh dưới hay gì đây nha. Rồi bắt đầu anh quất cái nhánh tự các bạn ơi. Trời ơi, cho nó đi về mé bên đây luôn nha. Cho đi về máy bên đây nha, đi về nha. Ê, ghê à?
chạy mà chạy. Trong này nó bị chướng ngại vật trong đây nữa. Hết xả được rồi, dùng dây ông ở xả trên kia á. Xả cái đi. Ông xả cái kia ra nó hạ gấp xuống dưới này á. Khoan hả, xả gốc nha. Để em cái đọt ra anh xả gốc lại ngay xuống. Cắt đi, cưa cắt dễ dưới nè. Cắt dưới trước. Mà không có nổi. Ông xả cái đó cái nó treo cái cọng dây. Không nổi đâu, không nổi đâu. Nổi mà cắt dưới đi cho tao đi. Cắt hơn hơn cho mấy nó được. Mạnh lắm ra bệnh dữ vậy. Anh ở dưới này anh cắt vào cái nhánh này ra cho nó hết các bạn. Đó xuống đó. Chỉ là còn một cái đọt các bạn, còn một cái đọt chứ còn một cái nhánh bên đó đó. Qua hàng rào mấy bên kia là cái vườn mai nha các bạn. Sân nhà bên mấy bên kia. Cắt nữa đi, cắt lên tục chút đi, cái quay ngược luôn trong nhà cái nó xui theo cái hàng rào luôn nè, mày xô vô coi. Xô luôn trong nhà luôn coi nào. Nó vừa kêu cắt cột. Xây luôn, xây là mạnh luôn, mạnh luôn, kéo mạnh luôn. Rồi rồi xuống luôn. Rồi giờ anh leo tuốt lên trên để sửa dây ở trên đó các bạn. Nó dính dây ở trên đó luôn. Rồi bắt đầu giờ anh tuột xuống nha. Trời ơi, leo qua chặn hãng chơi hê kìa. Không có cho nó lọt qua mé bên kia nha các bạn. Mé bên kia lọt là nó bị gãy cây đồ của ta luôn. Bởi vì phải nắm lại nha. Nắm dục qua mé bên này. Cưa những cái cây mà ở gần nhà của người ta nó khó lại. Ê rồi rồi rồi, lọt một nhánh nhỏ ở bên bển là gãy ba cái đồ hết trơn. Anh chống chơi đi, ông nuôi đó đi nha. Trời ơi, nuôi đâu chứ nó nuôi sống khôn lắm á. Thôi trời, chim mà lớn ngọt chưa nuôi. Rồi bắt đầu ánh sang qua bên cái nhánh bên đó đó các bạn. Đó các bạn, để ánh sang qua bên cái nhánh bên đó để anh cột ở ngoài cái đầu leo lên trên cái ngọn nhánh trên đó đó, để cột lên trên đó để treo cái nhánh đó cho nó về mé bên đây lại nha. Y gan như nhánh vừa rồi, để coi cái nhánh đó nó đi như thế nào nha. Rồi mưa tới luôn rồi các bạn ơi, mưa tới luôn rồi, mưa tầm tã luôn rồi. Ê. Rồi mưa lớn luôn các bạn. Trời mưa mình không có đi ra ngoài, mình quay cho các bạn xem được ha. Chỉ mình đứng ở trong nhà, đứng chỗ nào hay chỗ nấy thôi. Rồi anh giờ anh tuột xuống dưới cái nạn dưới đây các bạn, để coi anh xử lý sao nha. Cưa ngang ra đó dục xuống luôn nè.
Rồi còn cái nhánh vô đó là anh xử lý luôn nha các bạn. Rồi có thể là anh đứng mé bên này, đứng mé bên này nha, đứng mé này trộn qua cưa hay sao đây. Rồi chọn qua đó để cưa cái nhánh đó, đó các bạn. Rồi xuống an toàn luôn. Rồi đòi anh cưa ngang cái ngọn cho đó, cái nữa là quất cái nhánh bên này, cái nữa là cây này xong các bạn. Không biết là có thả gốc hay không nha. Rồi bắt đầu là anh cưa cái ngọn đó, đó các bạn. Rồi xong phim. Rồi bây giờ anh thả cái máy xuống rồi các bạn. Thả xuống rồi. Rồi bây giờ bắt đầu anh tuột xuống các bạn. Anh chị nào có yêu thích kênh Người Thợ Cưa hãy cho em xin một like và một lượt chia sẻ anh chị ơi, để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Và hẹn các anh chị video tiếp theo ha.